Việt Nam 20.0127.02.2018, cập nhật 22.42.7.02.2018, rút ngắn ông Nguyễn Lân Trung bất ngờ được đề cử vào vị trí Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, VFF. Sau nhiều năm rời khỏi vị trí này, ngày 27/2, theo nguồn tin của báo Người Lao Động, để chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ khóa 8 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, VFF, các liên đoàn, tổ chức thành viên đã gửi đề cử chức danh chủ chốt ban chấp hành VFF khóa tới. Đáng chú ý, ông Nguyễn Lân Trung, nguyên Phó Chủ tịch VFF, tiếp tục được đề cử vào vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông. Mới đây, ông Trung bị dư luận chỉ trích khi có mặt trên xe chở đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam diễu hành khi trở về từ giải vô địch U23 châu Á. Thời điểm đó, ông Trung có mặt trên xe diễu hành ở vị trí nổi bật nhất. Nhiều người cho rằng ông đang nhận vơ công trạng của đội tuyển dù không có đóng góp gì trong suốt hành trình của đội. Cùng được đề cử vào vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông có các ông Nguyễn Xuân Hụ, đang giữ chức vụ này, ông Nguyễn Văn Phú, tổng biên tập báo Bóng đá, ông Cao Văn Trắng, nguyên tổng giám đốc công ty VPF. Ngoài ra, còn có lãnh đạo một ngân hàng được đề cử vào vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông. Apple 2018 trên tờ Hoan Nguy Yến trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động cùng ngày, ông Nguyễn Lân Trung tỏ ra ngạc nhiên về việc này và khẳng định chưa nắm được thông tin. Trước đó, ông Nguyễn Lân Trung, cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, VFF, cho biết ông là ủy viên ban truyền thông của VFF nên có mặt ở xe buýt cùng đoàn U23 diễu hành để giúp đỡ về công tác truyền thông. Dương ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ảnh SLV trưởng Park Hang Seo, tôi có mặt trên xe hô để cầu thủ và những người hâm mộ hô theo Việt Nam vô địch. Ông Nguyễn Lân Trung phân trần, người đã rời cương vị Phó Chủ tịch VFF vài năm nay, lý giải VFF làm thẻ để ông có nhiệm vụ vào tham gia tổ chức lễ đón, hỗ trợ công tác truyền thông. Thật buồn khi làm mọi người hiểu nhầm. Ông Trung trần tình nguồn, NL.